Rồi nhà vườn xin giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm sam hương tanuki nha cả nhà, hay còn gọi là sam hương ghép lũ, có nghĩa là mình tận dụng một cái lũ đẹp, mình lấy cái sam hương giống mình ghép vô rồi bắt đầu nuôi theo thời gian. Cái này cũng mấy năm đó cả nhà, và bây giờ đã tạo tác cho nó thành một cái tác phẩm nghệ thuật bonsai ghép lũ nha cả nhà, hay còn gọi là tanuki theo thuật ngữ của Nhật Bản. Lũ này thì khá là chắc bền. Cây này ghép vô trong này, phía này thì ok này, phía này thì rất là chắc rồi này. Cái này lũ kiền bình thường á. Lũ kiền anh. Gỗ kiền. Gỗ kiền. Cây này á, riêng về bên cái thân này á thì nó dính được tới đây, còn ở trên ngọn thì nó hơi bung ra một tí xíu, nhưng mà về mình có thể mình gia cố thêm. Ở mình lấy gì mình kéo nó vô cũng được, còn không thì mình để vậy cũng được nha cả nhà. Đó. Sam hương thành phẩm luôn, coi lá này rất là nhỏ luôn nha, chỉ cành nè. Đó, cái này mình xem kỹ nha, đó cái phần thân sống là ở đây, đó đây ghép lên đây 1, 2, 3 thân, thân nhỏ này là của thằng này, bên mảng này là của thằng này, còn bên cái mảng lớn ngọn là của thằng này. Đó. Ở đây ép một cục đá nó cũng dính luôn rồi. Đó, làm thêm ở dưới chân. Cây này có mã số là 166. Có cái hòn ngay chỗ đây này, mình đo được là 49. Cây cao là 70, 70 từ mặt chậu tính lên trên ngọn nha, 70. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 41 nhân cho 26, chậu xi măng áp lực nha cả nhà. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh, lấy lọc luôn nha, 3.000k bao ship, rất chi là mềm luôn, cả chậu luôn, 3.000k bao ship, rất chi là mềm luôn. Để mà làm ra một tác phẩm như thế này thì cũng khá là công phu nha cả nhà. Thì khi mà ví dụ như mình muốn nhân giống thêm á, ví dụ như những cái hom đây nè, những cái hom đây nè, mình cắt đi rồi mình dâm. Mình sẽ cho ra những cái tác phẩm cho tương lai tiếp nữa, rất là nhiều luôn. Từ một cái cây này mình có thể nhân giống ra hàng triệu cây luôn nha cả nhà. Lũ cũng khá là ok. Sam hương tanuki, hay còn gọi là cây ghép lũ nha cả nhà. Ba ngàn ca bao ship cả chậu luôn, chỉ là mềm luôn nha. Lấy lọc năm mới luôn, giao lưu nhanh với cả nhà luôn nha. Một năm mới thuận buồm xuôi gió luôn. Rất là đẹp. Cái này về mình có thể mình tỉa lại, tỉa lại cho nó thưa bớt chút xíu cũng được, tại vì nó còn mấy cái dài dài này. Đó, ví dụ mình nói chung mình tỉa lại là ok, nó sẽ thoáng cái cây. Tỉa lại cũng ít thôi, cỡ tầm 10% thôi là ok rồi. Coi cái rễ nè. Bên mình nuôi á, để trên cái xô mà lật cái xô mà không phải úp ngược á. Đó rồi nó xuống này nó bám nó lấy thức ăn luôn nè. Ghê không? Rất là khỏe. 3.000k bao ship cho tác phẩm này luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu với cả nhà mình một cây cẩm thị form thiên nhiên thành phẩm nha cả nhà. Cây này có mã số là 167. Hòn gốc ở đây là mình đo được là 20. Cây cao là 45. Đang nằm cái chậu men, lọt lòng là 35 nhân cho 26. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 1.300k bao ship cả chậu luôn nha. 1.300k bao ship cả chậu. Chi tàn khá là già luôn. Chân đế rễ nôm
khá là già. 1300k bao ship. Đây em xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu với cả nhà mình một cây Oro nha cả nhà. Cây form thiên nhiên. Cây đang chuẩn bị ra hoa rất là nhiều luôn. Cây này hoa rất là nhiều luôn nha. Đây. Nụ quá trời luôn. Cây này có 1 2 3 4 5 thân lớn nhỏ nha cả nhà. Có dính mấy cục đá cũng rất là dễ thương, ngộ nghĩnh luôn. Đế rễ nôm. Cây này có mã số là 168. Tổng hình cụm là 22, cây cao là 33. Đang nằm cái chậu nuôi, chậu nhựa nuôi lọt lòng là 23. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 850k bao ship luôn nha. Giao lưu nhanh lọc đầu năm luôn. 850k bao ship. Giao lưu nhanh luôn nha. Đang chuẩn bị ho rất là nhiều luôn. 850k bao ship. Rất chi là mềm luôn nha. Form thiên nhiên. Rồi giờ vừa xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu với nhà mình một cụm rừng cẩm thị phong thiên nhiên. Dáng rất là cổ thụ luôn nha. Cụm rừng này gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 11 thân lớn nhỏ nha cả nhà. Nhưng mà cũng na ná gần gần nhau nè. Có cái thân này là nhỏ nhất thôi. Phong thiên nhiên. Cây cũng tương đối thành phẩm rồi. Cây này có mã số là 169, tổng hoành cụm là 33, cây cao là 40, đang nằm cái chậu đất nung bát tràng 26 x 119. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1000k bao ship luôn nha. Thành phẩm luôn rồi, cụm rừng nhìn rất là cổ thụ luôn nha. 1000k bao ship. Cụm rừng khá là đều nha. Một ngàn ca bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu với cả nhà mình một phôi sam hương Đài Loan nha cả nhà nha. Cây này cũng bán thành phẩm rồi. Mấy cái tay chính là cũng đã đi ok rồi nha. Cái này về mình có thể mình làm thêm tay như này nữa cũng ok luôn. Còn không thì mình giữ thằng này luôn mình làm cũng được. Sam hương là cái lá ngọn nó to nha. Còn cái lá chân nó rất là nhỏ nên mình yên tâm luôn. Cây này có mã số là 170. Hoành gốc ở đây là 17. Cây cao là 27. Đang nằm cái chậu lọt lòng. Chậu nuôi lọt lòng là 22. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 1100k bao ship luôn nha. 1100k bao ship. Giao lưu nhanh luôn. Cái này về mình có thể mình nhân giống thêm được nha. Ví dụ những cái cành dài sau này á, mình có thể mình cắt rồi mình nhân giống thêm. Mình làm cho những cái dự án khác cũng ok luôn nha. Giống như mà mình vừa sưu tầm được cái cây này là mình vừa có cái giống luôn á. Chỉ có 1100k bao ship thôi. Cây cốt đế ok luôn. Đó, cây này ví dụ về mình bo mấy cái mặt cắt này lại đi. Đó, cho nó kéo sẹo luôn. Cây này cũng khá là tương lai nha. Một ngàn một trăm ca bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.